Chào các con học sinh lớp 2. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1. Bài viết 2, trang 70. Đề bài: kể về cô giáo hoặc thầy giáo của em. Bài làm: em yêu quý cô giáo Hạnh, đang dạy em lớp 2. Đó là người đã mang lại cho em những tình cảm cao quý của một người thầy đối với học sinh. Năm nay đã 40 tuổi nhưng trông cô còn rất trẻ. Dáng người cô thon gọn, mặc áo dài rất duyên dáng. Mái tóc đen nháy, thẳng cô thường xõa ngang vai, nhìn càng trẻ đẹp. Ánh mắt của cô luôn tràn đầy sự ấm áp yêu thương và sự tin cậy dành cho chúng em. Bước vào lớp, cô như mang theo cả mùi thơm của nắng. Cả lớp ngây người nhìn cô. Cô dịu dàng mời cả lớp ngồi xuống. Bắt đầu giờ học, cô nhẹ nhàng viết lên bảng dòng chữ tròn trịa, ngay ngắn. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Cô đưa chúng em từ kiến thức xung quanh đến những kiến thức của xã hội. Giọng đọc của cô thật ấm áp và truyền cảm. Khi giảng bài, khuôn mặt của cô luôn tươi cười, biểu lộ sự thân thiện. Cô luôn dịu dàng, gần gũi với học sinh, nhưng rất nghiêm túc trong giảng dạy. Những giờ ra chơi, bạn nào không hiểu bài, cô ân cần giảng giải cho từng bạn. Khi em và các bạn mắc lỗi, cô luôn nhắc nhở bằng giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc. Kết thúc tiết học, bao giờ cô cũng lưu ý những điều cần nhớ cho chúng em. Em yêu quý và kính trọng cô. Em thầm hứa phải học thật giỏi để cô vui lòng. Đoạn văn kể về cô giáo hoặc thầy giáo của em đến đây là hết rồi. Cô chào các con.